Đây là Biển Đông, khu vực quan trọng bậc nhất trong giao thường hàng hải của thế giới, chứa được 30% giá trị thương mạnh toàn cầu. Mọi hàng hóa từ châu Á, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước ASEAN tới châu Âu đều phải đi qua đây, mà trung tâm là quần đảo Trường Sa. Đó là lý do cả ba quốc gia Malaysia, Philippines, Brunei đều tuyên bố phần đặc quyền kinh tế của họ tại đây, với một điểm chung là đi qua Trường Sa của Việt Nam, khiến khu vực này ngày càng nóng lên tạo ra một điểm giao đầy mâu thuẫn. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với những điều vô lý mà Trung Quốc tạo ra. Họ xuất bản những tấm bản đồ, trong đó xóa sạch chủ quyền của cả bốn quốc gia, và thay thế bằng 10 đường đứt đoạn hay đường lưỡi bò đầy tai tiếng, liếm sạch toàn bộ khu vực Biển Đông. Trong nước, Trung Quốc cho lưu hành tấm bản đồ này mọi nơi, từ các website thương mại điện tử cho đến các chương trình chiến hình, mục đích sau cùng, người dân nào cũng thấm nhuần, Biển Đông là của Trung Quốc. Vậy rút cuộc, Biển Đông có gì mà Trung Quốc nhất định phải bằng mọi cách có được nó. Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng với vị thế là một quốc gia đông dân thứ hai toàn cầu, Trung Quốc có nhiều lợi thế nhưng cũng gặp phải không ít vấn đề. Việc chăm sóc cho 1,4 tỷ dân là nhiệm vụ không đơn giản, nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc biển và rất cần đến biển, kể cả năng lượng lẫn giao thương. Họ là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, trong khi Biển Đông là con đường vận chuyển khoảng 80% lượng nhập khẩu này cũng là tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất toàn cầu. Đồng thời, với 5,87 tỷ đô giá trị xuất nhập khẩu vào năm 2023, khoảng 40% giao thương nước ngoài của Trung Quốc phải đi qua biển Đông. Không sai khi nói, khu vực biển Đông là huyết mạch sống còn cho kinh tế Trung Quốc, giờ thì nhìn bao quát hơn một chút. Trung Quốc còn hai bờ biển tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nữa, nhưng đường vào khu vực này lại gặp phải chướng ngại vật từ Hàn Quốc và Nhật Bản hai quốc gia láng giềng nhưng lại là đồng minh của Mỹ và thế là Trung Quốc phải nắm bằng được biển Đông trong tay. Vậy họ đã làm gì? Từ những năm 1970, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã để mất quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc. Hay vào năm 1988, Việt Nam đã phải mang quân bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Linh, Lên Đao. Tham vọng không mới, chỉ là tiến bộ công nghệ khiến họ ngày càng hung hăng, mở rộng các đảo nhân tạo, xây dựng sân bay và cảng biển. Từ năm 2013, không biết bao nhiêu dạng san hô đã bị nghiền nát để phục vụ quân sự phá hủy hệ sinh thái. Sau cùng, thì chính họ phải gánh hậu quả từ mẹ thiên nhiên khi những hòn đảo nhân tạo đang dần biến mất, bê tông sụp đổ, trái ngược với đảo Trường Sa xanh mắt bởi chính tay quân dân Việt Nam xây dựng nên. Nhưng lý do mà Trung Quốc đưa ra cho những hành vi ngang nhiên của mình là gì? Theo luật pháp quốc tế, các quốc gia có thể tuyên bố chủ quyền đến 200 hải lý tính từ bờ biển của mình phần trung tâm của biển, nếu cách ra hơn 200 hải lý, sẽ được xem là quốc tế và không thuộc đặc quyền của quốc gia nào. Nhưng nếu Trung Quốc xây dựng giải rác các đảo nhân tạo ngay ở đây, vậy vùng biển xung quanh đất liền mà họ muốn tính thêm vào sẽ là bao nhiêu? Thực tế là năm 2016, một vụ kiện thế kỷ giữa Philippines, một nước nhỏ với Trung Quốc, một nước lớn, đã xảy ra nhằm chống lại yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, tòa án trọng tài một cơ quan quốc tế chuyên giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, đã ra phán quyết ủng hộ Philippines, tuy nhiên họ lại không có cơ chế thực thi, để rồi Trung Quốc lựa chọn làm ngơ. Sau cùng, thì anh bạn to xác này đang quá bảnh trướng, nhưng đừng quên rằng có một đối trọng cân sức của họ ở phía bên kia bán cầu. Đó là Mỹ, liệu sau cuộc bầu cử tới đây, Tổng thống mới của nước Mỹ sẽ cho Biển Đông vào mối quan tâm chính của mình và bảo vệ các nước đồng minh hay không? Chỉ thời gian mới có câu trả lời.